chào quý vị các bạn trở lại với kênh Biên Hòa City nha. Thì hiện giờ cũng đang có mặt ở khu vực chỗ này là thuộc khu phố 3 của phường Trảng Dài quý vị ơi. Đấy, thì cũng đi vào trong này nãy giờ là đi lòng vòng nó dắt vào tới trong đây là khu phố 3 của Trảng Dài rồi. Thì ở trong cái chỗ này á, thực sự nó đúng cái tên của nó là Trảng Dài luôn. Có nhiều chỗ trong này cũng chưa đi bao giờ luôn á. Thì hôm nay cứ vào trong này quay để cho quý vị coi xem là trong này nó như thế nào, vùng đất trong này nó màu mỡ hay sao và dân cư trong này phát triển thế nào nhé. Bởi vì trong này hồi xưa không ai ở hết, người dân nhiều lắm luôn. Thì quý vị coi thử cho quý vị coi này, xem là trong này phát triển thế nào. Thì bây giờ cứ chạy thẳng cái đường khu phố 3 này xem nó đi tới đâu. Thì lúc nãy có hỏi đường một số người rồi, người ta nói là cái đường này nếu mà chạy thẳng á, thì nó sẽ ra cái đường Đồng Khởi á, cái Đồng Khởi hay gọi là cái đường Party hồi xưa đấy. Thì cũng sẽ đi thẳng cái đường này nha. Bây giờ là đang ở trong khu phố 3 của Trảng Dài này. Đó. Quý vị thấy ở trong này vắng quá, khu phố 3 này nó vắng quá, nó không có được tầm quất được nhìn khu phố 4. Nhưng mà trong này có vẻ như dân đại gia nhiều, xây nhà lớn không ạ? Đất rộng, xây nhà lớn không? Đây, đi thẳng đường này nhé. Xuống chỗ này thì vắng quá quý vị ơi, đất thì rộng mà vắng quá. Đấy, vườn liễu, vườn tràm này không? Không có thấy nhà cửa gì cả. Đấy, đường vắng khoe. Chạy vào trong cái đường này thì yên tĩnh mà cảm giác nó ghê ghê. Đấy, rồi sẽ chạy thẳng cái đường này nha, xem nó có ra cái đường Đồng Khởi không nào. Đây, chỗ này vẫn là thuộc khu phố 3 của Trảng Dài quý vị. Đây, Trảng Dài rất là dài, rất là rộng. Đây, chạy tiếp vào đây. Thì hôm tiếp theo cái con đường ở trong khu phố 3 này mà đi thôi. Đây, tới đây thì chúng ta vào chỗ này nó thuộc khu dân cư rồi. Đấy, nó không có vắng như đây đâu. Chỗ này nó vắng quá. Bên phía kia là toàn là rừng không à. Đây, coi đây xem nó vào tới khu mấy rồi quý vị nha. Đây, coi thử đây coi vào khu mấy rồi. Đường trong này khá xấu quý vị. Đường này rất là xấu luôn. Trong này các cái doanh nghiệp tư nhân nhiều. Đây, rồi vậy là chúng ta ra tới đây là chúng ta đã ra tới cái đường lớn ở đây rồi. Thì không biết đường này là đường gì đây, để cũng coi thử coi nhé. Đường Trảng Dài. Đây là phút bằng ngược lại nha. Đây, tới đây là quân đội nhân dân rồi quý vị. Dân trại quân đội nhân dân. Đi qua này coi nha. Đi qua này được. Chỗ này nó thuộc đường Đồng Khởi đấy quý vị ơi. Đó, vậy là cứ đi thẳng cái đường đó là chúng ta sẽ ra tới cái đường này là đường Đồng Khởi. Theo đúng lời người dân nãy cứ hỏi. Chỗ này nó thuộc tổ 11.
khởi quý vị ơi. Thì đường đồng khởi này quý vị cứ chạy thẳng ra thôi thì nó sẽ ra chỗ ngã tư Tân Hiệp thôi quý vị. Ra tới đường này thì không phải lo lắng gì nữa rồi, nó đã ra tới đường chính rồi. Đó. Thì anh bây giờ cũng đang ở trên đường đồng khởi quý vị nhé, đi ngược về hướng ngã tư Tân Hiệp đấy. Đó, tiện thể cho quý vị coi luôn, trong cái khúc đường chỗ này là bây giờ nó phát triển ra sao nha. Đó, cái đường chỗ này á, hồi xưa cũng nhớ là nếu mà chạy vô trong cây chỗ này nó cũng cần là vườn liễu vườn tràm vắng lắm. Và bây giờ thì phát triển lên rất là mạnh, nhà cũng đang sát hết. Thì nếu như mà lúc nãy chúng ta đi theo cái hướng ngược lại á, chúng ta sẽ đi vào trong chính phủ quý vị ạ. Đi ngược lại chúng ta đi vào chính phủ, cứ chạy thẳng vào trong thôi. Đoạn đường này cũng khá xa rồi quý vị. Đi qua chỗ cây xăng 26 luôn rồi. Thì từ nãy giờ đi như vậy á, quý vị thấy là bên trong cổ chạy dài á, nó rất là rộng luôn quý vị. Nó rất là rộng luôn. Và nếu như mà chưa đi bao giờ, chúng ta đi chúng ta sẽ rất là dễ bị lạc ha. Rất dễ bị lạc, con đường này quá rộng. Tới đây là chúng ta ra tới khu vực cây xăng 26 của nhà dài này. Đúng với cái tên gọi của nó là cầu nhà dài, đường rất là rộng. Đó là khu mới có đi có khu 3 thôi đó, khu 3, khu 4 trong đó thôi. Còn rất là nhiều luôn. Bởi vì cái thời gian nó có giới hạn thôi, cho phép, cho nên là hôm nay cũng chỉ đi một vòng như vậy cho quý vị coi ở khu vực đó. Rồi khu khác nữa cũng sẽ đi quay tiếp những cái khu phố khác của khu vực coi ở trong cái thời gian dài. Trong đó rất là rộng. Ta vẫn đang ở cái đường đồng khởi ha quý vị ha. Đấy. Đi qua cái trạm thu phí này là chúng ta sắp ra tới ngoài rồi, sắp ra tới ngoài cả ngã tư Tân Hiệp rồi. Trạm thu phí này để nó đi vào trong hướng chính chủ đúng không? Nếu chúng ta đi hướng ngược lại nó sẽ vào hướng chính chủ ha. Đây, thì bây giờ cứ đi thẳng cái đường này thôi. Đi thẳng cái đường này mà cứ đi thẳng hoài luôn á là quý vị sẽ ra chỗ khu vực Avatar đó, khu vực Avatar ha. Rồi thì từ nãy giờ là quý vị đã đi khám phá một vòng ở trong cái khu vực trường già rất là rộng luôn, xém lẹ. Thì cái video này cũng xin tạm dừng tại đây ha. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo. Chúng sẽ cùng quý vị các bạn đi khám phá tiếp ở trong cái vùng trường dài, xem đường xá trong đó như thế nào, chúng ta chỉ ra sao nha. Rồi, xin chào quý vị.